Nghe đâu nghe bảo là đang lúc đi thi cứ hát hoài bài Sơn Tùng mà ai cũng nhớ là không quên tên Hen mà nhớ tên Sơn Tùng Ừ. luôn. Nhiều bạn khán giả đang theo dõi cái lượt trực tiếp này Ờ. thì có một cái yêu cầu nho nhỏ cho Lệ Hằng và Hen, đó chính là có một bạn nói rằng là cả hai chị có thể song ca một ca khúc nào. Trả Hai lời chị em có từng chưa? cùng thích một bài hát nào đó? Chưa, Chị thích bài nào ạ? Mình có thể chọn chưa. thoải mái một ca khúc về Hen mọi thể loại. thích bạn nào quên mất tiêu hả? Sơn Tùng. Sơn Tùng đúng rồi, Hen thích Rồi. bạn Sơn Tùng chết rồi và không bao giờ. Có một ca khúc nào của Hen Tùng mà thích bài nào của Sơn Tùng là hai chị em mình hát này. à, cũng cũng nghe. Nhưng mà đừng theo nhạc, chị em không biết theo nhạc. Rồi bây giờ Ủa mình mình chỉ phải mở mở lời lời gì thôi. đâu mà nhớ lời Mình chỉ đâu. mở lời thôi, mình sẽ không mở Bài nhạc gì? để Bài đảm bảo gì? tín hiệu âm thanh của luồng trực Ờ. tiếp này. Bài gì Hen? Con có nhớ không? Con không nhớ thì mở Bài mở gì? cái máy Sẽ ra. mở Không, lời. bài 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 nào cũng được. Wow. Em cho em hát Là bài. hen Bài hen lạc trôi chị. hen thuộc rất nhiều những cái của Sơn Không phải, Tùng. Mê không phải Sơn Tùng thuộc, lắm, nhưng nghe mà bảo là em đang sẽ lúc đi hát được một thi. khúc. Nghe đâu nghe bảo là đang lúc đi thi cứ hát hoài bài Sơn Tùng mà ai cũng nhớ là không quên tên Hen mà nhớ tên Sơn Tùng luôn. Bài cụ thể Đó bài đó là là bài thi ở gì vậy Việt hen? Nam. Đó lạc trôi nè, Lạc rồi gì trôi. nữa nè, rồi gì Vậy nữa nhưng Hen? mà bây giờ hen không cần phải mở lời bài hát, vì sao? À, tôi nghĩ em mình không thể hát nguyên một bài cho một cái lần quay này thì em nghĩ là chị Hằng sẽ Hát một hát một đoạn. một Một đoạn đoạn. một đoạn thì chắc chắn em nhớ, em Không. nghĩ vậy. Em bắt chước đi, chị chưa bao giờ hát mấy Rồi cái vậy thì bây bài giờ hen có thể hát trước một cái đoạn nào đó, một điệp khúc rồi của ca khúc của Sơn chị Tùng. vào cùng đó, chị thấy đúng như vậy chị sẽ vào. Rồi. Chị hát cái khúc nào? Nè em chọn đi rồi bắt đầu chị nhép 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 nhép, nhép, nhép xíu. Rồi hen chỉ cần xem lại một lần thôi. Sao? Mới vô sao? Đúng là mình hát hơi bị chế 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 lời nhỉ, À. lời này nó khác nè chị, Chứng tỏ nó không có thuộc vào là vẫn hát, vẫn cứ hát, vẫn cứ hát. đúng rồi đó. Ngày hôm nay trên sóng em đảm bảo chính Hồi xác nãy là lộn lời của cái Sơn là rồi Tùng thì mới biết là hôm nay mình hát lộn, em hát nhầm một Hen bài tự từ sờ thôi. cái điện thoại của Hen đi, đưa Rồi lại điện vậy bây thoại giờ đó thì với Hằng. hen có thể tìm Lạc kiếm lại bài trôi hát luôn. nhanh lên. Bâng khuâng ta là trôi giữa À, trời. có bạn cũng nói Ở rằng đâu? là mời cô Linh sang hát cùng, nhưng mà có lẽ là với Sơn Tùng thì bây giờ mời Lệ Hằng và cô hen hát trước đi, còn cô Linh Sang thì có lẽ là một tiết mục ở phía sau nữa thì có thể hòa giọng với nhau luôn Dạ. nha cô nhé. Sao mới vô là sao? Người theo chết rồi hát cả Thầy cả theo làng ơi, làn làn phương phương phối phối phôi phôi phai đưa bước bước ai ai xa xa rồi, rồi. đến Đến cô cô đơn đơn ta ta vẫn vẫn vương vương hồi hồi ức ức trong trong em em sẽ sẽ chiều chiều mưa mưa buồn. buồn Mưa lặng thầm lầm không không phải thầm hả? ngắn giọt lệ ngừng Nắng là để là nắng nắng là sao bi đưa xưa nơi Đời cô cô nhân nhân từ từ giã giã biệt biệt ly, ly cánh cánh hoa hoa rụng rụng rơi. rơi. Phận Dài quá, dạ dài quá chị, em không có hát nhanh được. rồi xong rồi Rồi, coi như là một đến một đoạn nhỏ của ca khúc Lạc Trôi của Sơn Tùng. Cũng được rồi, như vậy được rồi.